24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Cẩm Tú Minh chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, vài giờ trước đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Nga. Thông tấn xã Nga TASS cho biết chiếc chuyên cơ chở ông Tập đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo vào lúc 12 giờ 59 phút theo giờ Moscow. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập đến Nga sau 4 năm. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp không chính thức trong hôm nay và sau đó tiến hành những cuộc hội đàm chính thức. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập theo kế hoạch cũng sẽ ký kết các tuyên bố chung. TASS dẫn lời Chủ tịch Tập phát biểu sau khi đến Moscow rằng Trung Quốc và Nga là các láng giềng tốt và đối tác đáng tin cậy của nhau. Ông lưu ý rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng được cho là sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Hãng Reuters ngày 20 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng đề xuất của Bắc Kinh về giải quyết khủng hoảng Ukraine phản ánh quan điểm toàn cầu và tìm cách hóa giải hậu quả, dù ông thừa nhận điều đó không phải dễ. Trong bài viết trên tờ Russiyskaya Gazeta của Nga trước chuyến thăm Moscow, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi áp dụng chủ nghĩa thực tế về vấn đề Ukraine. Theo đó, 12 quan điểm của Trung Quốc đưa ra hồi tháng trước thể hiện nhiều nhất có thể về sự thống nhất các quan điểm của cộng đồng thế giới. Theo ông, giải pháp hòa bình cho tình hình Ukraine cũng đảm bảo sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Ông cho biết chuyến thăm Nga của ông vào hôm nay, 20 tháng 3, nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, một quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong một thế giới bị đe dọa bởi các hành vi bá quyền, chuyên quyền và bắt nạt. Ông Tập viết, không có mô hình chính phủ phổ quát nào và không có trật tự thế giới nào mà quyền quyết định thuộc về một quốc gia duy nhất. Đoàn kết và hòa bình toàn cầu không có chia rẽ và biến động là lợi ích chung của toàn nhân loại. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có bài viết trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc bày tỏ hy vọng về chuyến thăm của vị cố nhân đã cùng ông ký kết về quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn vào năm ngoái. Ông hoan nghênh việc Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải vấn đề Ukraine cũng như sự cân bằng đối với những sự việc xảy ra ở Ukraine, hiểu về nền tảng và nguyên nhân thực sự. Theo TASS, trích dẫn nội dung bài viết còn cho biết tỷ lệ thanh toán bằng tiền tệ quốc gia trong thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang tăng lên. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, thăm Nga từ ngày 20 đến 22 tháng 3, trong bối cảnh hai nước đang tăng cường quan hệ và đều bị áp lực lớn từ phương Tây. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Tập và ông Putin sẽ trao đổi sâu sắc về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế. Các vấn đề lớn trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thúc đẩy phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất giữa hai nước, tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Trả lời câu hỏi về việc liệu ông Tập Cận Bình có làm rõ hơn lập trường và đề xuất của Trung Quốc về vấn đề Ukraine, cũng như là việc tác động Nga để giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine trong chuyến thăm hay không, tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Uông nói rằng chuyến thăm của ông Tập tới Nga cũng là vì hòa bình. Còn trong một bài viết đăng trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc, Tổng thống Vladimir Putin nêu ý kiến rằng xung đột Ukraine có thể giải quyết bằng chính trị, ngoại giao, song còn phụ thuộc vào sự sẵn sàng đàm phán của các bên trên cơ sở xét đến tình hình địa chính trị. Ông Putin viết, Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp ngoại giao chính trị. Nga không phải là bên hủy các cuộc đàm phán hồi tháng 4 năm 2022. Tương lai của tiến trình hòa bình chỉ phụ thuộc vào ý chí tham gia vào một cuộc đàm phán có tính đến thực tế địa chính trị hiện nay. Ông Putin cho rằng các đòi hỏi mà Ukraine đặt ra cho phía Nga hiện nay có bản chất tối hậu thư và cho thấy Kiev xa rời thực tế, địa chính trị và thiếu quan tâm đến việc tìm giải pháp cho tình hình hiện nay. Trước khi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, thì như quý vị đã biết qua bản tin của truyền hình Báo Thanh Niên ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã đến thăm thành phố Mariupol thuộc vùng Donetsk. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Putin đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin sau đó đã có thông tin cụ thể hơn về chuyến đi bất ngờ này. RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 19 tháng 3 cho biết, chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới vùng Donbass phần lớn là tự phát, nhưng trên thực tế đã biến thành một chuyến công tác chính thức. Đây là lần đầu tiên ông Putin đến thăm Donbass kể từ khi vùng này ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014. Khu vực này đã được Nga tuyên bố sáp nhập sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái.
Trong thời gian nhà lãnh đạo Nga ở thành phố Mariupol, ông đã gặp người dân địa phương và thăm các căn hộ trong một tòa dân cư mới được xây dựng. Thành phố này từng là nơi xảy ra những trận giao tranh ác liệt ngay từ đầu cuộc xung đột và chịu những thiệt hại nặng nề do bom đạn. Ông Peskov cho biết các hoạt động của ông Putin tại Mariupol không được lên kế hoạch từ trước. Theo lời người phát ngôn Điện Kremlin, ban đầu kế hoạch chỉ là đến thăm khu dân cư phức hợp và tất nhiên việc ông Putin gặp cư dân và ghé thăm căn hộ của họ đã không được lên kế hoạch trước, tất cả đều hoàn toàn tự phát. Ông Peskov tiếp tục cho biết chuyến thăm đã biến thành một chuyến công tác chính thức của Tổng thống khi ông Putin được Phó Thủ tướng Marat Khunuslin, người thắp tùng ông trong chuyến thăm, thông báo tóm tắt về quá trình khôi phục đang diễn ra trong thành phố. Sau chuyến thăm Mariupol, Tổng thống Putin đã đến thành phố Rostov-on-Don, nơi ông gặp gỡ các quan chức quân sự hàng đầu của Nga tại một trung tâm chỉ huy và kiểm soát phụ trách chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Peskov cho biết chuyến thăm tới sở chỉ huy cũng không được lên kế hoạch trước, đồng thời cho biết thêm rằng chuyến thăm này không gây trở ngại cho hoạt động vì trung tâm chỉ huy này hoạt động 24/24. Nhắc đến vùng Donbass thì đây là nơi đã không ngừng tiếng súng kể từ năm 2014, khi các lực lượng chống chính phủ ở hai vùng Lugansk và Donetsk đã tuyên bố ly khai. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 TV hôm 19 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022 và theo đó các yếu tố kinh tế và quân sự đã ảnh hưởng lớn đến quyết định của Nga. Theo ông Putin, Nga đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về kinh tế. Trong các năm 2021 và 2022, sản lượng thu hoạch mùa màng tốt, các chính sách nhập khẩu mới phát huy tác dụng cùng sự tiến bộ trong nền tài chính của đất nước đã trở thành điều kiện phù hợp cho Nga. Và bên cạnh đó, theo Tổng thống Nga, năng lực quân sự của Nga đã mạnh hơn so với năm 2014, đặc biệt là với sự xuất hiện của những vũ khí bội siêu thanh như tên lửa Kinzhal. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nói ông đã muốn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình mà không cần đến chiến sự. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Russia One, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn giải quyết những biến động trong khu vực mà không cần đến súng đạn. Theo hãng tin TASS, ông Putin nói, chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết tình hình một cách tuyệt đối hòa bình. Chúng tôi chưa bao giờ lo đến chuyện đối đầu. Bây giờ chúng tôi nhận ra mình đang bị đùa bỡn. Chẳng có ai trong số những người được coi là đối tác của chúng tôi có ý định giải quyết bất cứ điều gì một cách hòa bình. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, một năm đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ của nước này với Ukraine. Việc sáp nhập được tiến hành sau khi cư dân Crimea tham gia một cuộc trưng cầu dân ý, với kết quả đại đa số đồng ý tách khỏi Ukraine để gia nhập Nga. Cuộc trưng cầu dân ý này bị Ukraine, Mỹ và nhiều nước khác coi là giả hiệu. Cùng năm đó, phe ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố độc lập, dẫn đến xung đột nổ ra tại đây. Trong khi Nga luôn phủ nhận có liên quan đến cuộc xung đột, Ukraine cáo buộc các vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Moscow. Pháp và Đức sau đó làm trung gian để hình thành thể thức Minsk nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nỗ lực này không đạt thành quả. Một số cựu lãnh đạo Ukraine và Đức trong năm 2022 xác nhận rằng thỏa thuận trên chỉ nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian củng cố quốc phòng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine lâm vào thế bế tắc cho đến khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 với mục tiêu phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt điều kiện Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea, để bắt đầu hòa đàm. Đòi hỏi này đã bị Điện Kremlin bác bỏ. Như trong bản tin vài ngày trước của truyền hình báo Thanh Niên có đề cập, Tổng thống Putin đang bị Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ với cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Theo Điện Kremlin, quyết định của ICC là dấu hiệu của sự thù địch rõ ràng, tồn tại chống lại Nga và chống lại cá nhân Tổng thống Putin. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga đang phản ứng bình tĩnh và đang tiếp tục công việc của mình. Với động thái này, 123 quốc gia thành viên của ICC phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ và chuyển nhà lãnh đạo tới trụ sở của tòa án ở The Hague, Hà Lan để xét xử. Và điều này đã khiến một số quốc gia lâm vào hoàn cảnh khó xử. Ngày 17 tháng 3, Tòa hình sự quốc tế ICC công bố lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Động thái của ICC sẽ buộc 123 quốc gia thành viên của tòa phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ và chuyển nhà lãnh đạo tới trụ sở của tòa án ở The Hague, Hà Lan để xét xử. Với tư cách thành viên của ICC, Nam Phi nói rằng nước này nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình trong bối cảnh Tổng thống Putin có thể đến Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Nga và Trung Quốc vào tháng 8. Ngày 19 tháng 3, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Vincent Magwenya của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói rằng
Chúng tôi, với tư cách là một chính phủ, nhận thức được nghĩa vụ pháp lý của mình. Tuy nhiên, từ nay đến hội nghị, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với các bên liên quan. Hiện chưa có xác nhận chính thức về khả năng Tổng thống Putin sẽ đến Nam Phi để dự hội nghị. Tuy nhiên, nếu chuyến đi diễn ra, chính quyền Nam Phi được cho là sẽ rơi vào thế khó xử. Chúng tôi đã lưu ý báo cáo về lệnh bắt giữ mà ICC công bố. Nam Phi vẫn giữ nguyên cam kết và khao khát rất mạnh mẽ rằng xung đột tại Ukraine được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, ông Mark Wenya nói. Trong khi đó, một nước thành viên ICC khác là Campuchia cũng cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột nếu ICC bắt ông Putin. Ngày 19 tháng 3, tờ Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen rằng lệnh bắt ông Putin của ICC sẽ làm phức tạp nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Moscow, trong đó ông ấy dự kiến làm trung gian vì hòa bình. Lãnh đạo Campuchia kêu gọi các bên liên quan tìm giải pháp chấm dứt xung đột và không đưa ra thêm những lời đe dọa làm leo thang căng thẳng, có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Hun Sen đặt câu hỏi, liệu ông Putin có chịu bị bắt mà không đối đầu? Nếu ICC tìm cách bắt ông ấy, liệu nhà chức trách Nga có sẵn sàng cho phép điều đó dễ dàng diễn ra? Điện Kremlin ngày 18 tháng 3 đã lên tiếng chỉ trích việc ICC ra trát bắt giữ ông Putin và tuyên bố Nga cũng như một số quốc gia khác không công nhận thẩm quyền của tòa án này nên bất kỳ quyết định nào như vậy đều vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 20 tháng 3 tuyên bố việc tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin sẽ gây hậu quả khủng khiếp với luật pháp quốc tế. Ông Medvedev cũng chỉ trích ICC vô dụng, chỉ mới xét xử được khoảng 30 người vô danh và hiệu quả hoạt động bằng không. Ông viết trên Telegram rằng, xét cho cùng chỉ có thể đưa ra phán quyết với một quốc gia và lãnh đạo quốc gia đó trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi quốc gia đó đã suy yếu nghiêm trọng, gần như mất chủ quyền và quyết định công nhận phán quyết của tòa thay vì đưa ra quan điểm của chính mình. Và thứ hai, khi đất nước đó thua trận và đầu hàng. Ông Medvedev cho rằng ICC đã không làm được gì liên quan đến tội ác của Mỹ ở Afghanistan và Iraq, và điều đó càng khiến tòa mất uy tín. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho rằng, từ quan điểm pháp lý, các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì, vì Nga không tham gia quy chế Rome về ICC và không có nghĩa vụ nào liên quan. Và thưa quý vị, về tình hình chiến sự, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Bakhmut, ở miền đông Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã phòng thủ thành phố chiến lược này hơn 7 tháng qua, trải qua nhiều trận chiến khốc liệt nhất của cuộc xung đột. Dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut là lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Người lãnh đạo nhóm quân sự này, ông Yevgeny Prigozhin, mới đây tuyên bố Ukraine còn ít nhất 19.000 binh sĩ được triển khai ở Bakhmut, đặt ra nhiều khó khăn cho lực lượng Wagner. Ông Prigozhin cũng tuyên bố các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị để tiến hành chiến dịch phản công trên khắp các khu vực phía đông bắt đầu từ giữa tháng 4. Và trong khi đó, thì giới chức Mỹ dự báo các lực lượng Ukraine sẽ tiến hành phản công vào tháng 5, muộn hơn một tháng so với dự đoán của ông Prigozhin. Tờ Politico dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nước này dự báo Ukraine sẽ tổ chức phản công vào tháng 5 sắp tới bằng các vũ khí được viện trợ bởi các nước NATO. Vị quan chức giấu tên cho biết, các gói viện trợ quân sự của Mỹ từ 4-5 tháng trước đã giúp đỡ cho Ukraine những gì cần thiết cho cuộc phản công. Kiev được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công, dù giao tranh ác liệt đang gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên ở thành phố Bakhmut thuộc vùng Donbass suốt nhiều tháng qua. Giới chức cấp cao của Mỹ nhận định thành phố Bakhmut chỉ mang ý nghĩa biểu tượng hơn là lợi ích chiến lược và tin rằng Ukraine nên nhanh chóng rút quân ra khỏi khu vực này và tiết kiệm đạn dược. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn quyết tâm cố thủ nơi này để ngăn chặn bước tiến và bào mòn lực lượng Nga. Politico dẫn nguồn tin giới chức Mỹ giấu tên cho rằng hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Trong số đó, tổn thất ở Bakhmut là rất lớn. Báo The Washington Post trước đó cũng dẫn lời giới chức Mỹ và châu Âu ước tính thương vong đối với lực lượng Ukraine kể từ đầu chiến sự là khoảng 120.000 người, Kiev dự kiến số liệu thương vong binh sĩ kể cả đối với các đồng minh phương Tây. Theo vị quan chức giấu tên, Kiev được cho là vẫn chưa có chiến lược phản công cuối cùng. Các quan chức Mỹ tin rằng một kịch bản liên quan đến việc vượt sông Dnieper gần thành phố Kherson là không thiết thực vì Ukraine hiện không đủ nhân lực cho một chiến dịch đổ bộ có quy mô lớn. Kịch bản phản công thứ hai là một cuộc tấn công từ miền Bắc nhằm cắt đứt lực lượng Nga khỏi khu vực bán đảo Crimea. Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng chính Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo của nước này sẽ quyết định các chiến dịch diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, báo Politico lưu ý rằng các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Mỹ đã hỗ trợ các sĩ quan Ukraine bằng diễn tập sa bàn cho chiến dịch sắp tới trong lần gặp nhau vào tháng 3 ở Wiesbaden của Đức. Bên cạnh đó, các nước đồng minh NATO cũng tích cực hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine nhằm bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15 tháng 3 tuyên bố Ukraine không có thời gian để mà lãng phí.
Ông kêu gọi các đồng minh thực hiện các cam kết đã đưa ra một cách nhanh chóng và trọn vẹn, chuyển giao cho Ukraine năng lực thiết giáp, huấn luyện binh sĩ và cung cấp phụ tùng. Moscow cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra là một cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây dùng Ukraine để chống lại Nga. Nga cũng cáo buộc Mỹ đã ngăn cản Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình trong những tháng đầu tiên khi cuộc xung đột bùng phát. Để có thể phản công hiệu quả, Ukraine sẽ phụ thuộc rất lớn vào các gói viện trợ quân sự của Mỹ và đồng minh. Trong ngày hôm nay, các ngoại trưởng châu Âu sẽ tập trung ở Kiev để bàn về cung cấp vũ khí cho Kiev. Trước cuộc họp lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell nói, "Cùng nhau, tôi hy vọng các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng sẽ đạt được thỏa thuận về cung cấp đạn dược cho Ukraine." Ông cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận này, Liên minh châu Âu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong nhiều bản tin, truyền hình báo Thanh Niên trước đây đã từng đề cập, cả Nga và Ukraine đang sử dụng đạn pháo với số lượng rất lớn trên chiến trường, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt. Ukraine hiện phải dựa rất nhiều vào nguồn đạn pháo do phương Tây viện trợ để chống đỡ Nga. Tuy nhiên, chính phương Tây cũng đang sụt giảm trầm trọng nguồn dự trữ đạn dược và không thể sản xuất đạn pháo kịp thời để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Không những vậy, báo Financial Times ngày 19 tháng 3 dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhà máy quốc phòng ở châu Âu đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu như thuốc súng, thuốc nổ TNT, và điều này có thể làm chậm kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo đi khoảng 3 năm. Tờ Financial Times hôm 19 tháng 3 trích dẫn các nguồn tin cho biết khả năng cung ứng cho Ukraine của ngành công nghiệp quốc phòng EU đã bị cản trở do thiếu hụt thuốc nổ. Một số quan chức châu Âu và các nhà sản xuất vũ khí nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng của khối đang bị khan hiếm nguồn cung thuốc súng và thuốc nổ TNT. Điều này có thể làm trì hoãn kế hoạch tăng cường sản xuất đạn pháo trong 3 năm. Các nguồn tin cũng cho biết điều này có nghĩa là ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không thể đáp ứng nhu cầu đang tăng cao, cho dù có đổ bao nhiêu tiền vào đầu tư tăng sản lượng. Một quan chức Đức cho biết vấn đề cơ bản là ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu không ở trạng thái tốt để sản xuất cho xung đột quy mô lớn. Những lo ngại này cũng được ông Jerry Hynek, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng và An ninh của Cộng hòa Séc nhắc lại. Ông nói rằng mặc dù việc xây dựng nhà máy mới để sản xuất pháo rất dễ dàng, nhưng không thể sản xuất đạn nếu không có nguyên liệu thô. Quan chức này tiếp tục chỉ ra rằng chỉ trong một thời gian ngắn thì không thể tăng sản lượng nitrocellulose, thành phần cơ bản trong thuốc súng. Ông lưu ý rằng cần thêm 3 năm để làm được điều này. Theo quan chức quốc phòng Ý Gian Claudio Tolisi, để khắc phục tình hình, EU cần tìm các nguồn cung mới. Các quan chức EU đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về kho vũ khí đang cạn kiệt do khối phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell than thở rằng nhiều năm thiếu đầu tư đã khiến kho dự trữ quân sự nhanh chóng cạn kiệt. Trong bối cảnh đó, một số quan chức chủ chốt của châu Âu đã thúc giục khối này chuyển sang nền kinh tế chiến tranh. Trong khi đó, tờ New York Times hôm 16 tháng 3 đưa tin Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt đạn dược cho Ukraine, đất nước đang hứng chịu hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày trong trận chiến giành thành phố Bakhmut. Theo tờ báo, các quan chức phương Tây lo ngại rằng quá trình này là không bền vững và có thể gây nguy hiểm cho chiến dịch mùa xuân đã được lên kế hoạch của Kiev. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20 tháng 3 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.